Tai nghe chống ồn ở trong cái tầm giá loanh quanh khoảng 2 triệu đồng thì mọi người có thể dễ dàng tìm thấy ở những cái hãng khác nhau. Nhưng mà tai nghe chống ồn mà trong cái tầm giá này nhưng các bạn có thể có một cái sale rất là nhỏ và đeo cực kỳ nhỏ gọn. Bạn nữ thì cũng có thể đeo thì không phải là sản phẩm nào nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu như vậy. Và hiện tại sản phẩm trên tay mình đang là một con tai nghe chống ồn chủ động với mức giá loanh quanh khoảng 2 triệu đồng, cụ thể là khoảng 2 triệu 160 ngàn đồng đang phân phối chính hãng tại iDo Audio. Và đây là Earfun Free Pro 2, một con tai nghe cực kỳ đáng giá với chống ồn chủ động và những tính năng xịn sò mình muốn giới thiệu với các bạn trong video review ngày hôm nay. Rồi, đầu tiên là về thiết kế của con Earfun và cái vỏ hộp của nó. Thì cái vỏ hộp của con Earfun các bạn có thể nhìn thấy là một cái housing, một cặp housing khá là nhỏ gọn. Có thể là các bạn nhìn ở trên đây thì không thấy nhỏ gọn đâu, khi mà mình cầm cái case trên tay thì các bạn sẽ thấy là cái độ nhỏ gọn nó như thế nào. Và con này, cái housing của nó thiết kế rất là đơn giản, các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp trên vỏ hộp và cảm giác đeo cũng rất là tốt. Mở ra bên trong thì các bạn sẽ có cái con này bọc trong một cái seal mình đã bóc ra để trải nghiệm một thời gian rồi. Và ở bên trong cái hộp thì các bạn sẽ có một vài cặp tiếp sơ cua và những cái ear hook. Thì cái ear hook này nó sẽ nhằm mục đích để mọi người có thể đeo tập luyện thể thao. Mình cũng đã sử dụng con này đi trải nghiệm tập gym khoảng 1-2 buổi, thì mình sẽ có chia sẻ ở phía sử dụng ở phía sau. Hộp sản phẩm thì cũng khá đơn giản thôi, các bạn sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng, thì các bạn nên đọc cái hướng dẫn sử dụng này. Bởi vì con này theo mình biết, mình xem thử là nó không có app và cái cảm ứng chạm, nghĩa là cái thao tác chạm để các bạn chuyển từ Active Noise Cancelling hay là Ambient Sound các thứ, thì các bạn nên đọc. Và trong đây thì nó sẽ có cắp sạc này, và đặc biệt là nó có một cái que vệ sinh tiếp tai. Thực ra là cái que này thì hãng hướng dẫn sử dụng để vệ sinh cái ống canan hay là những cái chấu để chấu băng vàng ở trên tai để sạc. Thì mình thấy cái này là một cái sự chăm chút cực kỳ lớn cho người dùng. Những sản phẩm cao cấp khác đến từ Sony chẳng hạn, hoặc là những cái sản phẩm cao cấp hơn với mức giá cao hơn thì nó cũng không có quan tâm đến người dùng như Earfun. Và đây là một điểm mình cực kỳ đánh giá cao. Từ phụ kiện nó đã như thế này rồi thì sản phẩm chắc chắn là nó sẽ rất là tốt. Rồi, và ở vỏ hộp thì chúng ta sẽ có tất cả những cái thông số mà mọi người có thể thấy ở trên con tai nghe này. Ví dụ như là con này có thể chống ồn cho tới 40 dB. Thì cái này bao giờ mình sẽ làm ở trong một số audio lớp mầm, sẽ có cái việc đo đạc những con tai Active Noise Cancelling thì cái độ chống ồn nó sẽ như thế nào. Cái thứ hai là con này sử dụng một cái driver dynamic 6mm. Thực ra cái driver thì mình không quan trọng lắm, miễn là nó làm như nào thì làm, nó nghe hay là được. Và con này thì thời lượng pin trông rất là nhỏ gọn như này thôi, thời lượng pin cực kỳ ấn tượng, khoảng 30 tiếng là gồm 6 tiếng sử dụng độc lập với từng tai và 30 tiếng gồm cả cây sạc. Thì đây một thời lượng pin mình thấy khá là hợp lý. Thứ nhất là các bạn có 6 tiếng sử dụng thì các bạn sẽ có một ngày sử dụng. Đấy là điều đương nhiên, mình thường nghe là 3 tiếng buổi sáng, 3 tiếng buổi chiều, đấy là nhiều lắm rồi. Và khoảng 30 tiếng sử dụng cùng với cây sạc này thì mình nghĩ nó là một khoảng thời gian tròn một tuần các bạn có thể sử dụng. Dĩ nhiên là cái số này thì các bạn phải trừ hao đi, nhưng mà đấy là một thời lượng pin cực kỳ ấn tượng rồi. Tiếp theo đó là con này thì được hỗ trợ IPX5, một cái chuẩn chống nước cũng khá là cao. Đối với mình IPX5 là khá là cao rồi. Và con này thì trông như này thôi nhé, vẫn có sạc không dây ở cái case này. Mặc dù với một con case nhỏ gọn như này thì mình không đòi hỏi quá nhiều khi mà đã nhìn một đống tính năng của nó rồi, nhưng mà sạc không dây Bluetooth 5.2 nó là quá là đáng giá ở một cái tầm giá chỉ có hơn 2 triệu một chút, cụ thể là 2 triệu 1, 2 triệu 2 gì đó. Các bạn có thể check ở đường link của iDo, mình sẽ để dưới phần mô tả. Có lẽ Earfun Free Pro 2 không có quá nhiều điểm thiết kế để mình có thể nói. Con này là một con tai nghe truy led với thiết kế cực kỳ đơn giản. Thứ nhất là các bạn có thể nhìn cái hộp sạc nó cực kỳ nhỏ gọn, mình có thể đút bất cứ đâu, ví dụ túi áo hay là túi quần, nó không hề cộm quần hay là khó chịu gì cả. Đây là một điểm mà nó liên quan mật thiết đến cái việc trải nghiệm người dùng. Một con tai nghe thì các bạn có thể nói là nghe hay là được, nhưng không, những con tai nghe True Wireless thì nó hướng tới cái việc sử dụng cho mọi người nhiều hơn rất là nhiều, cho nên trải nghiệm sử dụng là cái mà nó đánh đổi rất nhiều so với chất âm. Cái thứ hai nó đến từ housing. Housing của Earfun Free Pro 2 là một cái housing khá đơn giản, thì các bạn sẽ có một cái ear hook ở đây, các bạn có thể thay
nhét ra nhét vào rất là dễ và có cặp ear tip các bạn cũng có thể thay luôn. Thì con này cái thiết kế housing của nó không có điểm nhiều điểm nổi bật, nhưng tuy nhiên nó rất nhỏ gọn. Mình đã đeo trải nghiệm đi tập chẳng hạn thì nó giữ ở trên tai của mình rất là tốt. Trước đây có một số sản phẩm mà mình cũng dùng để đi tập mà những cái sản phẩm đấy nó còn quảng cáo là dùng để cho cái việc đi tập tập gym chẳng hạn. Thì có những con như là con Beats chẳng hạn, con Beats Beats Pro các thứ, nhưng mà khi mình đeo lên tai cái cell cái housing của nó quá là to, mình không thích điều đó. Mình thích Irfan hơn bởi vì nó đeo rất là fit, trông nhỏ như này thôi, tai nữ cũng có thể đeo, mình đoán là vậy. Còn về cái phần hộp sạc thì chắc là không có gì, khá đơn giản, cổng sạc Type-C, chất liệu cực kỳ là cao cấp. Đối với mình với một con tai nghe khoảng 2 triệu này, cái bản lề của nó chắc là các bạn phải cầm vào cái bản lề này thì các bạn mới biết là nó mượt đến mức như thế nào. Và với cái tầm giá 2 triệu thì thực sự là con này đáng giá hơn 2 triệu rất là nhiều. Rồi, đó là về phần thiết kế và phần trải nghiệm khi mà cái cell và cái độ nhỏ gọn của con Earfun Free Pro 2. Còn về phần tính năng thì như đầu video khi mở hộp mình đã nói rồi, nó quá nhiều điểm đặc biệt và những công nghệ khá là mới. Nói chung khi các bạn mua cái sản phẩm này về thì các bạn không cần lo về phần tính năng. Về phần chống ồn chủ động thì làm sao? Chống ồn chủ động thì mình cũng đã có sử dụng. Khi mà vào phòng gym thì thường những cái phòng nó sẽ bật nhạc rất là to, và mình bật cái chống ồn chủ động lên thì nó sẽ giảm được một phần, nói chung là một phần thôi, nó sẽ giảm từ cái phần giữa phần mid 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 cho phần bass thì nó sẽ giảm đi là phần tối đa. Còn những cái phần từ mid cho đến high giải treble cao ấy thì nó sẽ không giảm được nhiều lắm đâu. Mình có test sử dụng ở trong văn phòng chẳng hạn, thì khi mình bật Active Noise Cancelling ấy, thì một số tiếng ồn như tiếng quạt thì nó sẽ được giảm thiểu, nhưng những cái tiếng gõ phím cơ, tiếng thóc thóc ấy thì nó lại không giảm thiểu được quá nhiều. Cho nên thì cái này là một điểm đánh đổi. Khi mà nó đã không giảm quá nhiều thì khi mà các bạn bật Active Noise Cancelling lên thì các bạn sẽ có một cảm giác ở trên tai nó rất là dễ chịu. Bởi vì nếu mà giảm âm quá nhiều, chống ồn quá nhiều thì nó sẽ có một cái áp lực vào màng nhĩ của mọi người rất là nhiều. Nếu mà các bạn nghe những con tai Active Noise Cancelling nhiều ấy, trải nghiệm nhiều, thì các bạn sẽ thấy những cái con của nhà Sony chống ồn rất là tốt, nhưng mà cái cảm giác ở trên tai thì không tốt chút nào. Mình đấy là trải nghiệm cá nhân của mình là như vậy. Đây là chất lượng mic từ Earfun Free Pro 2, và các bạn có thể đánh giá qua về chất lượng mic của cái tai nghe này khi mà mình đang quay, thực ra là mình đang thu âm ở trong môi trường ở phòng thu cũng khá là lý tưởng. Và mình thì chưa test cái mic này thì các bạn có thể đánh giá qua cái file thu âm của mình. Rồi, cuối cùng là về chất âm của Earfun Free Pro 2. Đây là một tai nghe mà mình thấy nó thiên hướng V-shape nhưng mà nó lại không phù hợp lắm với một số đông, nghĩa là con này có một lượng bass khá là nhiều. Đây là một con tai nghe mà nó thuần, mình nghĩ nhé, với trải nghiệm cá nhân của mình thì nó sẽ thuần cho cái việc là mọi người nghe nhạc sôi động hơn là những cái chất âm V-shape để có thể đánh tạp. Cái dải bass con này nó khá là sâu, nó chắc, nó nhiều, lượng cực kỳ nhiều. Và mọi người nếu ai muốn kiểu dạng bass head hoặc là các cái kiểu thể loại nhạc mà cần nhiều bass thì con này là một cái sự lựa chọn hợp lý. Còn đâu về phần dải mid, mình có nghe một số vocal. Thực ra mình không nghe nghe những cái vocal đặc như là Lệ Quyên hay Như Quỳnh đâu. Mình nghe một số vocal của nước ngoài, K-pop hay là bên trời Âu chẳng hạn. Thì một số cái vocal điện tử nó sẽ đánh được, nói chung là được. Nó bị lấn một chút từ cái phần dải bass qua. Thì đây là một điểm mà có thể là một điểm trừ, có thể là một điểm cộng. Nếu mà các bạn thích nghe vocal thì nó là điểm trừ. Còn nếu các bạn chỉ quan tâm dải bass mà nghe sôi động thôi chẳng hạn, cái vocal chỉ làm nên thì nó là một điểm cộng. Còn về phần dải treble thì những con tai Active Noise Cancelling mình không đánh giá cao về phần dải treble, và con Earfun Free Pro 2 là một con cũng như vậy. Nói chung là nó có nền cho cái phần dải bass và dải mid, nó đạt được đến một cái mức độ là có dải treble, nó không tơi nhuyễn hay là sáng gì cả. Thì đây là một cái trải nghiệm chất âm của mình sau một vài ngày sử dụng. Và với cái mức giá khoảng hơn 2 triệu đồng này thì Earfun Free Pro 2 mình sẽ thấy nó phù hợp cho đối tượng. Thứ nhất là hoạt động ở ngoài trời, tập luyện thể thao, hay là các bạn thích nghe, nếu xét về nhạc ấy, thì các bạn có thể là những người thích nghe nhạc sôi động, thích đi chơi, đi quẩy, thì cái chất âm của con này nó sẽ khá là phù hợp.
Còn cái active noise cancelling của nó với cái tầm giá khoảng hơn 2 triệu thì mình thấy là ok. Nó không quá nổi bật như mấy sản phẩm nhà Sony nhưng nó lại đem lại một cái cảm giác đeo trên tai khá là tốt, và với mình thì mình cực kỳ thích điều này. Và đó là tất cả những cái trải nghiệm của mình về Earfun Free Pro 2. Đây là một tai nghe rất đáng tiền mà các bạn nếu có cơ hội nên đi trải nghiệm. Nếu không muốn nói là nếu các bạn hợp gu đấy thì nên mua sản phẩm này, bởi vì cái mức giá của nó mình thấy rất là hợp lý, chỉ có khoảng hơn 2 triệu thôi. Các bạn có một cái thiết kế, một cái độ hoàn thiện cực kỳ premium. Đấy là những cái trải nghiệm của mình về Earfun Free Pro 2. Và nếu các bạn có quan tâm, một lần nữa, đường link của iDo Audio về sản phẩm Earfun mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người.